Kính thưa quý vị, tái cơ cấu ngành nông nghiệp cũng là một mục tiêu trong quá trình thực hiện công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Những năm qua, Tây Ninh đã quan tâm triển khai các chương trình dự án, đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm tạo động lực để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển phù hợp với lợi thế của từng vùng, tăng cao giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất. Những nỗ lực của Tây Ninh đang đạt được kết quả phấn khởi. Chương trình Tây Ninh trên đường công nghiệp hóa hiện đại hóa giới thiệu cùng quý vị sau đây. Là tỉnh có hơn 287.000 hecta đất nông nghiệp, giá trị nông lâm thủy sản chiếm tỷ trọng khá cao trong GDP. Trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa, Tây Ninh từng bước thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đồng thời, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quan tâm chỉ đạo để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp năm 2013, Tây Ninh đã triển khai có hiệu quả 9 dự án quy hoạch. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt hơn 23.000 tỷ đồng, tăng hơn 5,6% so với năm 2012, giá trị tăng thêm gần 1.300 tỷ đồng. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt gần 23.000 tỷ đồng, tăng gần 5,7% so với năm 2012, giá trị tăng thêm hơn 1.200 tỷ đồng. Giá trị sản xuất của ngành trồng trọt đạt gần 19.000 tỷ đồng, tăng 6,6% so với năm 2012, giá trị tăng thêm hơn 1.171 tỷ đồng. Diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng chính như cây lúa, cây mía, cây mì, cây cao su, các loại rau màu, thuốc lá, bắp đều được duy trì ổn định và phát triển so với quy hoạch nông nghiệp đến năm 2015. Mô hình liên kết 4 nhà trên cây lúa đã cho kết quả cao. Hồi xưa đó thì một mẫu mà kiếm được, ở đây không bao giờ có được 5 tấn. Nhưng bây giờ mình tham gia dự án thì nó là năng suất bao nhiêu? Nó nay bình quân năng suất 7 tấn có. À 7 tấn đó. Mà điều điều như vậy, nếu đông xuân là điều điều 7 tấn là đồng loạt thôi, chứ không phải là nói là riêng một cá nhân nào, đó cá biệt 5 tấn là không có. Có nghĩa là đâu hàng trăm mẫu, hàng 200 mẫu mới có được một hộ một là được 5 tấn thôi. Trước nó không đạt được. Trước đây thì khi mà cái chi phí 1 hecta thì chi phí bỏ ra nó cao hơn bây giờ. Cao hơn giờ, đúng là nó cũng cao hơn bây giờ vậy lắm. Rồi bây giờ làm tham vô dự án này thì nhà nước thì cũng có hỗ trợ. Rồi cho diêm rồi giống má cũng có hỗ trợ tiền cho nông dân nữa. Kỹ sư thì thường xuyên theo dõi, rất thường xuyên theo dõi. Nên có những người thì người ta cũng băn khoăn, nhưng mà cũng hô hào vận động vô làm, rồi ta thấy mình làm được người ta vô. Vậy giờ thông qua mấy anh ở đây ha, quản lý dự án này thì cố gắng tuyên truyền cho bà con. Thì giờ cố gắng mình nhân rộng cái mô hình này ra để cho nó hỗ trợ đời sống bà con nâng cao hơn ha. Điều này thì điều rất muốn rồi. Có nghĩa là làm sao để cho bà con trong ấp mình được có cơm ăn áo mặc, có cuộc sống đầy đủ hơn thì điều rất tốt. Đúng ra thì nếu được vậy thì cái ấp nhân quá nó cũng đạt được yêu cầu, nó không có vấn đề này nọ xảy ra nữa. Mặc dù mô hình liên kết 4 nhà chưa đạt kết quả cao và cũng chưa thực sự có sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhưng trong lĩnh vực nông nghiệp, Tây Ninh đã có thêm nhiều mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp được chứng nhận. Ngành chăn nuôi tuy cũng có bị ảnh hưởng qua những đợt dịch bệnh, nhưng nhìn chung, quy mô đàn phát triển ổn định so với quy hoạch. Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh đã hướng dẫn và khuyến khích nông dân chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ phân tán sang chăn nuôi trang trại, khuyến khích tư nhân đầu tư phát triển dịch vụ phục vụ sản xuất chăn nuôi. Nông dân vì lúc ban đầu mình chỉ có bỏ cái vốn trang trại ban đầu thôi, còn tất cả mọi cái về ví dụ về con giống về ấy thì là CB nó họ sẽ lo hết cho mình, thì cho mình lo không phải lo đầu ra. Thứ nhất là cái đầu ra không lo mà cái con giống mình không ngại gì cả. Thế mà khi dịch bệnh gì là bên CB tự họ sẽ có cái trách nhiệm với mình. Thế người nông dân sẽ chỉ bảo đảm 100% chứ không có sợ lỗ lãi gì hết đấy. Khi mình nuôi với CB là mình không có lo cái vấn đề tiêu thụ. Bởi vì khi mà thời điểm giá lên hay giá xuống thì CB cũng vẫn chốt một cái giá như vậy. Nuôi với CB lợi hơn một cái là mình không có sợ bị lỗ. Bởi vì nó sẽ ổn định trong cái kinh tế. Nếu mình nuôi khéo á, thì mình sẽ lãi được nhiều. Còn nếu mà mình nuôi không khéo thì nói chung cũng vẫn có thể kiếm cơm được.
À, còn nếu mà mình nuôi ở ngoài thì nói chung là nó rất là bấp bênh, bởi vì giá cả thì nó lên nó xuống. Người nông dân nuôi thì căn cứ là cái kinh nghiệm nuôi, chỉ chủ yếu là khi mà ra cái kết quả là con gà nó đạt. À, còn mình nuôi mà vừa nuôi mà vừa đi tiêu thụ á, thì cái mức của thị trường cứ lên xuống. Còn bây giờ nếu mà mình nuôi với CP thì cái tiêu thụ mình không sợ nữa, mà chốt lại một giá thì mình sẽ yên tâm được, mình sẽ biết được cái đồng tiền mình sẽ kiếm theo mỗi lứa, theo cái kinh nghiệm nuôi của mình. Cái hạn định của cái công ty CP á, thì thí dụ như một cái tỉnh đó sẽ cần phát triển bao nhiêu, tiêu thụ bao nhiêu, thì thí dụ có thể là trong cái công ty có thể mới tính theo cái mức tiêu thụ để mà phát triển trại, chứ không có cho đại trà, không có cho đại trà. Còn thí dụ như cá nhân, thí dụ như mình là người nuôi lâu năm thì công ty cũng vẫn sẽ phát động cho mình nuôi thêm. Nhưng mà nói chung là tùy theo cái từng cái kinh tế của gia đình. Còn nếu mà phát triển rộng thì cũng không có phát triển rộng, mà theo cái nhu cầu của cái tiêu thụ. Các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc ngành cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tích cực triển khai thực hiện để nâng cao đời sống của người nông dân, làm khởi sắc bộ mặt nông thôn, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đến cuối năm 2014, cơ bản có 9 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Trong chuyến về thăm và làm việc tại tỉnh Tây Ninh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đánh giá cao sự quan tâm thường xuyên, chỉ đạo sâu sát của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng các ngành các cấp trong xây dựng phát triển nông thôn, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh. Với những đặc thù riêng và thế mạnh của tỉnh, Tây Ninh đã hình thành được những vùng cây chuyên canh rộng lớn như mía, mì, cao su, bắp, thuốc lá vàng, những trang trại chăn nuôi với quy mô lớn. Tuy nhiên, mức thu nhập chưa đủ cao để người nông dân có thể đầu tư tái sản xuất và ổn định cuộc sống của gia đình. Vấn đề giá cả cho các sản phẩm nông sản vẫn còn là nỗi lo. Vì vậy, vấn đề cần quan tâm là nhân rộng mô hình liên kết và chọn nhiều doanh nghiệp đảm bảo đầu ra, vì thực tế cho thấy hiện nay chỉ mới liên kết với doanh nghiệp đầu vào. Đối với ba cây lợi thế của tỉnh là mía, mì, cao su, những năm gần đây năng suất tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên, tồn tại lớn nhất của ba loại cây này hiện nay vẫn là chỉ mới chế biến thô và phụ thuộc nhiều vào một thị trường. Phải sớm tìm kiếm các giải pháp để có nhiều thị trường xuất khẩu cho hàng nông sản là giải pháp cần thiết. Số vốn bây giờ đầu tư ra, ví dụ như bây giờ nuôi trồng thủy sản, nuôi một ao thì vốn cũng 1 tỷ đồng. Mà bây giờ làm một cái trang trại mà để sản xuất ra con giống một tháng khoảng cỡ 100.000 giống, thì vốn cũng phải từ 10 đến 15 tỷ, 20 tỷ mới đủ. Mà người nông dân thì hoàn toàn khó khăn. Nên mà bây giờ mà mình không đầu tư thì nó không có chỗ cho vịt nằm không có chất lượng. Nếu mà bây giờ mà mình không đầu tư như vậy thì Việt Nam mình lại đi nhập ở các nước về. Nhập vô rồi thì con giống nhiều lúc nó không được như ở trong nước. Nhưng mà trong nước thì do cái giá thành mà không được tiếp cận ngân hàng giá rẻ thì con giống lúc nào cũng đội hơn lên cao. Mong sao thì cũng qua đài truyền hình Tây Linh, cũng mong tới các nhà lãnh đạo tỉnh cũng như là trung ương thì xem xét kỹ cái này để bắt tay ngay hoặc là giúp đỡ ngay vào cho những người nông dân thực sự, những người đam mê và những người muốn làm ăn ngay trong cái ngành nông nghiệp, để đưa cái ngành nông nghiệp lên cho nó tốt hơn, cho nó hướng nó cao hơn. Chúng tôi chắc đang có cái ý kiến đề xuất là những nông dân sẽ làm góp cổ phần vào những doanh nghiệp. Đó là một cái cách làm mới, có thể là của các nước tiên tiến phát triển họ đang làm. Thì khi mà doanh nghiệp có lợi nhuận thì chia phần cho nông dân là những cổ đông của họ trong này, là coi như nông dân là một phần của doanh nghiệp và doanh nghiệp là cũng dựa vào nông dân để phát triển cái doanh nghiệp của mình. Đầu tư cho hạ tầng nông thôn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh thực hiện từ nhiều năm qua, nhưng sẽ bền vững hơn nếu mức thu nhập và đời sống của nông dân ổn định hơn. Điều đó phục vụ vào hiệu quả của việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
một công việc đòi hỏi sự nỗ lực của cả cấp chính quyền, của các doanh nghiệp và chính nông dân.